và thầy ta yêu cầu trên hồng tiếp bày nữ nghệ sĩ Ngọc Phượng. Quá dữ không mày. Xin cảm ơn quý vị và Ngọc Phượng vì lý do kỹ thuật đi Hà Nội về cho nên đến trễ, cho nên các mạnh thường quân của Ngọc Phượng tới trước, bây giờ đi hết anh Hai Tâm hồ dân sử rồi, và tỷ lệ về cung băng cũng như cảm ơn toàn thể quý vị đã đến và ủng hộ ngày giỗ tổ của nhóm cà phê ăn sáng nghệ sĩ nhân dân Bình Dương. Và để trước khi bà hữu Ngọc Phượng ra về, yêu cầu Ngọc Phượng sẽ hát một bài hát. Ngọc Phượng sẽ xong ca cùng với nhà tài trợ Best Food và tài trợ nước Hàn Quốc, mỗi người trên tay có một nước Hàn Quốc là 700.000 một hộp đó, là đề kháng rất là tốt cho sức khỏe. Xin mời Best Food lên hát cùng Ngọc Phượng bài hát ca cổ Cung Đàn Mới sáng tác của nghệ sĩ của tác giả Ngô Hùng Khanh. Xin mời Cúc Lúa lên sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mừng đến anh Hai Vũ và Phương Ký. Vâng, xin quý vị tất cả các đồng nghiệp cùng các bạn anh chị đến với một bản nhạc được mang tên Anh Muốn Yêu Em Dài Lâu. Xin quý vị cùng nghe sau đây. Oh,
Yeah.